Các bạn thân mến, bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vấn đề cũng liên quan đến nhịp mà người ta hay gọi là nhịp lấy đà. Vâng. Nhịp lấy đà thì được hiểu như thế nào? Ví dụ như chúng ta có một tác phẩm âm nhạc mà bắt đầu vào bằng nhịp 4/4, nhịp 4/4 như thế này. Thế nhưng ở ô nhịp đầu tiên lại chỉ có hai nốt đen thôi. Ví dụ như vậy. Rồi vạch nhịp. Thế Vâng. vậy thì như là tôi nói về số chỉ nhịp thì ở đây nó phải có đủ 4 phách đúng không ạ? Thì mới làm ô nhịp đủ. Nhưng đây lại ô nhịp thiếu. Ô nhịp thiếu và có số lượng phách không bằng đúng không ạ? Thiếu thì tất nhiên là không bằng cái số lượng mà người ta quy định ở đây là 4 phách. Vậy thì cái ô nhịp mà thiếu đó xuất phát ban đầu ở vị trí ban đầu và thiếu đó thì người ta gọi đây gọi là nhịp lấy đà. Nhịp lấy đà. Vâng. Đấy, thì tôi muốn để các bạn hiểu là nhịp lấy đà chính là cái nhịp đầu tiên mà thiếu số phách đấy, so với cái số chỉ nhịp của tác phẩm. Vậy thì với cái nhịp lấy đà này như vậy thì tác phẩm đó nếu như người ta để ý kỹ thì sẽ thấy là ở cuối ô nhịp cuối cùng trong bài, chẳng hạn như ở đây chúng ta có hai phách, thì sau khi trải nghiệm qua nhiều ô nhịp khác đúng không ạ, thì đến kết tác phẩm tức là cái ô nhịp cuối được xác định bởi có một vạch đậm và một vạch nhạt đúng không ạ? Chúng ta thường hay hiểu như vậy. Thì cái ô nhịp cuối cùng này nó sẽ là một cái nốt mà có số lượng phách. Đây chẳng hạn 2, đây là 2. Cộng hai cái số lượng phách này với nhau thì nó sẽ bằng cái số này. Đấy. Vậy thì nếu như ở đây là 3 phách thì ở đây sẽ còn là một phách. Ở đây nếu là một phách thì ở đây sẽ là 3 phách. Đấy. Tổng số của nhịp lấy đà đầu tiên và ô nhịp kết thúc của bài sẽ luôn luôn bằng số chỉ nhịp. Đấy. Tôi lấy một ví dụ khác, chẳng hạn như chúng ta có một cái tác phẩm mà ở đầu tiên này là nhịp 6/8 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Nhưng ở đầu tiên bài lại chỉ có hai nốt móc đơn thôi, ví dụ như thế. Đúng không ạ? Vân vân, rồi các cái ô nhịp của tác phẩm nó trải qua. Thế thì vậy cuối cùng này chúng ta sẽ phải có ô nhịp như thế nào ạ? Đây hai rồi đúng không ạ? 2 6 trừ 2 đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ còn ở cuối này sẽ là có thể là 4 như thế này. Đấy. Vậy đây là 1 2 3 4 đúng không ạ? 1 2 3 và cái này là 4. Đấy, và kết thúc tác phẩm ở đây. Đấy. Thì ô kết thúc này sẽ phải là 4 phách. Ô lấy đà ban đầu này tôi sẽ ghi đây là 2 đúng không ạ? Đây là 4 đây. Vậy cộng 2 với 4 thì chúng ta sẽ bằng 6 này. À, vậy chúng ta hãy hiểu một cách đơn giản là nhịp lấy đà, tôi muốn nói lại là cái ô nhịp mà có số lượng phách thiếu, đấy, so với cái số chỉ nhịp. Và đặc điểm của tác phẩm mà có nhịp lấy đà là cái ô nhịp kết thúc tác phẩm sẽ có số lượng phách cộng với cái nhịp lấy đà bằng số chỉ nhịp. Hay chúng ta lấy số chỉ nhịp trừ nhịp lấy đà sẽ ra cái số lượng phách của ô nhịp kết thúc bài. Tôi hy vọng các bạn đã hiểu được phần tôi vừa nói. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.